Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay thì Mười đại diện cho chương trình Danh Hài Đất Việt đến trao phần thưởng là 20 triệu đồng cho khán giả may mắn đã trúng thưởng ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Bây giờ mình thử mình điện thoại cho chị ấy coi chị ấy như thế nào nha. Đeo chưa reo rồi mà sao không nghe bắt máy ta? Trời ơi, thấy cái số em chị sợ hả chị? Alo, dạ. Chị Chi hả chị Chi? Dạ em chị. Phải chị Chi không? Dạ đúng rồi chị. Chị cho em dạ. Nói chuyện chị chút xíu được không? Dạ được chị. Chị nghĩ sao? Chị xem chương trình Danh Hài Đất Việt mà chị xin số điện thoại của người yêu em. Dạ. Thôi đừng có cười, bây giờ chị cho địa chỉ đi, tới nói chuyện với chị liền bây giờ nè. Chị đừng có cười kiểu đó để đánh trống lảng tôi không biết ghen hả? Dạ em ở trong chùa Vĩnh Tràng nè chị. Rồi chị chờ em 2 phút ha. Rồi em sẽ tới nói chuyện với chị ha. Rồi cảm ơn chị. Chào chị. Dạ cho em chào chị. Như phải chị Chi không? Dạ. Hồi nãy là em là người điện thoại cho chị đó. Xuống dạ. Định nói vụ đánh ghen. Tại sao mà xem Danh Hài Đất Việt mà xin số điện thoại người yêu em. Nhưng mà tới đây là đánh không được. Dạ bị gì thấy cái mặt chị gì em biết em đánh không lại rồi. Thật ra nãy giờ nói chuyện với chị là vui thôi. Dạ. Hôm nay em đến đây là đại diện cho bên Danh Hài Đất Việt đến trao chị một cái phần thưởng là 20 triệu đồng. Chị may mắn lắm đó chị biết không? Dạ em. Dạ rất là nhiều người dạ. Mà có mình chị trúng đó mà đang đi lặn lội đến đây tìm chị á. Dạ. Em xin gửi chị cái số tiền là 20 triệu đồng. Rồi em gọi chị. Hôm nay được phần thưởng thì vui không? Dạ em rất là vui. Mừng không? Dạ em rất là mừng. Cái này em làm vốn em mua máy may công nghiệp chị. À làm vốn dạ. Mà trời ơi cái này hay nè. Đó rồi từ đây về sau rồi còn xem Danh Hài Đất Việt nữa không? Dạ còn mỗi tuần em sẽ coi rồi em sẽ nhắn tin chị. À vậy dạ. Hả rồi nhớ dạ. Nói bà con vòng vòng đây dạ. Nè mình xem chương trình Danh Hài Đất Việt đi rồi mình nhắn tin vô biết đâu mình may mắn mình cũng trúng 20 triệu đúng không? Dạ em vừa hài hước vừa vui phải không? Mang tính chất giải trí mà vừa được tiền nữa. Dạ. Quá vui luôn đó. Dạ. Thôi chúc chị với như bà con đây may mắn ha. Dạ em chương trình Danh Hài Đất Việt còn dài lắm. Còn dài bà con sẽ dạ. Có sẽ có may mắn mà mọi người dạ. Sẽ tới mà. Tỏ về cảm ơn, đăng ký đi nha, canh ngày thứ tư đó. Cái gì cũng cảm ơn giùm nó ha, cảm ơn tụi em giùm ha. Rồi. Cảm ơn chị. Chúc mừng giùm cho nó. Mười mốt chị và chị Mười có đức đem xuống em may cho chị mang miễn phí suốt đời luôn. Trời đó coi vậy đó hả? Miễn phí suốt đời hả? Mai nó dài phải tốn tiền xe trở về Tiền Giang đi mai vậy ha. Em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Như vậy là chúng ta đã tìm ra người tiếp theo đã trúng giải thưởng 20 triệu đồng trong chương trình Danh Hài Đất Việt. Các bà con hãy xem chương trình Danh Hài Đất Việt vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem chương trình xong chúng ta bình chọn biết đâu chúng ta sẽ là người may mắn trúng 20 triệu đồng thì sao. Nhớ xem chương trình Danh Hài Đất Việt nha.